nước mưa, nước biển, nước sông, nước suối, nước ngầm và nước mắt họp mặt với nhau. Nước biển tự hào nói: "Trên trái đất này, nước biển ta là vĩ đại nhất, vì không có loại nước nào nhiều bằng ta và đầy huy huyền bằng ta." Nước mưa tán đồng với nước biển nhưng cũng rất hãnh diện về mình: "Nước mưa em đây cũng có ích cho đời, em tưới mát cho cây cối xanh tươi, cho vạn vật sinh sôi nảy nở." Nước sông, nước suối cũng nhao nhao lên tự hào không kém: "Bọn em cũng không thua các anh, bọn em cũng có vai trò không kém phần quan trọng khi đem đến sự tươi mát cho đất đai ruộng vườn." Ai ai cũng tự tâng bốc mình lên với vai trò của mình, chỉ có nước mắt và nước ngầm là không nói gì. Thấy nước mắt và nước ngầm cứ yên lặng, các loại nước ra hiệu cho nước biển lên tiếng hỏi: "Vậy còn hai bạn nước mắt và nước ngầm thì sao?" Nước mắt mới ngập ngừng thổn thức trả lời: "Em thấy các anh chị đều vĩ đại và có ích cho đời. Sự hiện diện của các anh chị đem đến niềm vui cho con người. Còn riêng em, khi em xuất hiện đó là lúc những con người gặp đau khổ, bất hạnh. Sự hiện diện của em chẳng có ích gì cả." Các loại nước nghe xong thì lặng im. Vài giây sau, nước ngầm mới lên tiếng: "Nước mắt à, sự hiện diện của em không phải là vô ích đâu. Em có thấy khi con người cảm thấy đau khổ, buồn bực, xuất hiện của em làm cho họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn không? Một người đi xa trở lại quê hương, gặp lại những người thân yêu, trong mắt họ long lanh những giọt nước mắt cảm động. Một người mẹ đón đứa con chào đời bằng những giọt nước mắt hạnh phúc. Những giọt nước mắt đó không phải là em sao? Em cũng là giọt nước quý mà nhân loại có được. Hãy dũng cảm sống và sống thật ý nghĩa em nhé." Bài học: ghi nhận biết ơn những gì là của mình. Yêu mình đủ, bạn có cả thế giới.